Khán giả chỉ trích sống chung với mẹ chồng bệnh hoạn và quá hư cấu. Trên khắp các diễn đàn cộng đồng mạng, nhiều khán giả đã hô hào kêu gọi tẩy chay phim Sống chung với mẹ chồng và nhận được hàng chục nghìn like cũng như chia sẻ ngay sau đó. Facebooker HH có hẳn một status khá dài phân tích về bộ phim. Trong phim Sống chung với mẹ chồng, không có đàn bà đẹp, không có đàn ông ngoan. Cụ thể, nữ khán giả này đặt câu hỏi với VTV và ekip làm phim. Không hiểu VTV1 cho chiếu phim này để mua vui, để cho một hình mẫu mẹ chồng quái dị hay dạy các cô gái trước khi về nhà chồng học vài chiêu để ứng phó. Chẳng hiểu nổi làm phim này nhằm mục đích gì, dù các nhà làm phim thần thánh Việt Nam lúc nào cũng lên slogan chân, thiện, mỹ, có tính giáo dục đạo đức, tinh thần yêu nước, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Xem phim, bói không ra cái gì như họ hay siêu sao. 1. Đàn bà trong phim có hai loại, xấu và tốt. Xấu thì toàn đàn bà hư các kiểu, mẹ chồng tính nết như quái thai. Các cô dâu chỉ luôn trợn mắt trừng trừng nhìn mẹ chồng, hỗn xược chả treo hay cau có và luôn nói xấu, tìm cách đuổi mẹ chồng đi. Các cô gái khác thì một cô trẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Một cô thì có vẻ đàn chị nhưng vô tích sự. Một cô khác chỉ trưng diện, mua sắm và ngắm nguýt bạn đồng nghiệp. Một bà mẹ chồng hàng xóm khác cũng chỉ xui khôn xui dại những chuyện linh tinh. Còn tốt thì cứ ngu ngu đến tội nghiệp như hai bà mẹ chồng quê và bà mẹ vợ. 2. Đàn ông trong phim cũng là đàn ông xấu theo hai kiểu. Xấu vì quá yếu đuối. Người thì bám váy mẹ cư xử như thằng trẻ con, người thì nghe theo vợ mà vô tình làm mẹ mình đau, người thì quá nhu nhược để vợ khinh miệt mẹ chồng. Xấu vì tư duy xưa cũ, gả con gái đi xem như con nhà người ta, làm cha mà không biết bảo vệ con, cứ mù quáng theo kiểu chỉ có con mình hư, xấu. 3. Cả hai mẫu con dâu trong phim đều là dâu hư, chẳng có gì để có thể tội nghiệp. Đồng quan điểm này, nam khán giả Phạm Ngọc Điệp bức xúc viết: Nếu có thẩm quyền, tôi sẽ cho ngưng việc phát bộ phim Sống chung với mẹ chồng trên VTV1, kênh chính thống hiện nay. Giải thích lý do vì sao lại muốn dừng phát sóng phim, khán giả này cho hay: Phim phản ánh những cuộc sống gia đình lệch lạc, vô văn hóa vì được hư cấu phi logic. Nếu không hư cấu thì chỉ là bệnh hoạn cá biệt để câu khách kiểu rẻ rách. Khán giả Minh Hữu cũng chia sẻ: Không hiểu những người kiểm duyệt phim phát trên VTV như thế nào, nhưng để lọt những bộ phim kiểu này lên sóng thì đúng là phản tác dụng, vô tình cổ súy cho lối sống vô giáo dục. Còn khán giả Hưng Phạm bức xúc bình luận: Nhà tôi có hai chị em gái đều đã làm dâu, lại có hai nàng dâu là vợ tôi với vợ thằng em trai. Ấy vậy mà chỉ xem đến tập 2 của phim này là cả nhà không ai thèm xem nữa vì nó bệnh hoạn và quá hư cấu. Có lẽ mấy chị em gái và nàng dâu nhà em là thành phần cá biệt. Cũng bày tỏ nỗi băn khoăn, khán giả Chiến Văn viết: Không hiểu mục đích của nhà làm phim là gì mà cả phim không có một nhân vật nào đủ sáng để điều chỉnh hành vi hay phân xử dẫn dắt các nhân vật khác đến cái kết có hậu. Tất cả các nhân vật đều là phản diện. Càng ngày phim càng đi vào bế tắc và bi kịch, xem ức chế kinh khủng. Biết là kịch bản dựa theo tiểu thuyết của Trung Quốc nhưng tuân thủ thái quá khiến mất đi sự sáng tạo.